Không thể nào tin nổi một lô đất tại khu công nghiệp Long Giang của tỉnh Tiền Giang mà giá chỉ có là 370 triệu thôi cô chú anh chị ơi. Đất mình là sạch sẽ không màu mã nha. Đặc biệt là đất mình là có hệ thống cống thoát nước và đường điện luôn. Với tổng diện tích là ngang là 5m1 và sâu vô là 30m nha cô chú anh chị. Tổng cộng mình có là 147m2. Đất của mình là full thổ cư nha. Thì vị trí lô đất của mình là xã Tân Lý Đông của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang. Thì đường tước đất của mình á là đường tước đất thì chủ làm cho mình tới gần 3m luôn nha cô chú anh chị, đan 3m luôn, nhưng mà khúc ngoài thì đường của mình hơi nhỏ nha, chỉ là đường xe vật tư xây dựng chạy vô thôi. Thì từ cái mí ganh cột á đi qua bên phải của mình á là 5m1 nha, và sâu vô là 30m, tổng cộng mình có là 147m2. Thì đất của mình là 100% là thổ cư nha. Thì ở đây mình cách khu nghiệp Long Giang của mình á chỉ khoảng là 1 km nha. Và cách thị trấn Tân Hiệp quốc lộ 1A của mình á, về đây chỉ khoảng là 2 km. Thành phố Mỹ Tho, thành phố Tân An mình về đây khoảng là 13 km. Thành phố Hồ Chí Minh mình về đây chỉ khoảng là 60 km nha. Thì đất của mình là hướng đông nha cô chú anh chị. Đây đất mình sạch sẽ không màu mã nha. Thì chủ cũng đã san lấp mặt bằng cho mình rồi, và có cống thoát nước, có đường điện vô tới đất của mình luôn. Thì ở trong đất mình thì người ta cũng đã xây mấy cái nhà ở trong rồi nha. Thì khúc trong người ta đã xây nhà rồi. Thì cô chú anh chị nào quan tâm cái lô đất này thì cứ điện thoại cho em nha. Thì cô chú anh chị cho em xin một lượt đăng ký và một nút like và một bình luận đánh giá về kênh để em hoàn thiện cái kênh em nhiều hơn nữa. Thì em xin báo giá lại, ở đây là xã Tân Lý Đông của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang, với tổng diện tích là ngang 5,1m và sâu vô là 30m. Đất của mình là full thổ cư và giá chủ kêu chỉ có là 370 triệu nha cô chú anh chị. Giá này là giá chốt luôn nha. Thì đất của mình là đường đi hiển thị tên sổ hồng mình luôn nha. Và sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng, mình có thể mình ra công chứng ngay luôn nha. Thì xung quanh đây dân cư rất là đông đúc nha, rất là hiện hữu luôn. Thì khu này thì là khu của công nhân ở rất là nhiều nha. Thì ở đây thích hợp cho mình là cất nhà nghỉ dưỡng hoặc mình xây nhà trọ là em thấy là hợp lý nhất nha. Tại vì ở đây mình ra cổng sau của khu nghiệp Long Giang của mình chỉ khoảng 1 km thôi. Đi mình chi cho khoảng là 2 phút hoặc 3 phút là mình tới nơi mà để mình làm việc cũng rất là gần luôn. Đây có cống thoát nước nha và có đường điện luôn. Thì ra hướng này mình sẽ rẽ trái, mình sẽ ra thị trấn Tân Hiệp là 2 km, và rẽ phải mình sẽ về khu nghiệp Long Giang là 1 km nha. Thì ở đây mình cũng gần khu công nghiệp của Tân Hương đó cô chú anh chị, bán kính chỉ khoảng là 4 km thôi. Thì ở đây là mình gần nằm cái đoạn giữa hai khu công nghiệp luôn, nên thích hợp cho về đây mình đầu tư mình sinh sống nha. Thì em xin nói luôn, đất của mình á là giá này là giá F0 nha, là 370 triệu, và những lô ở trong kia là chủ hiện bây giờ là qua F1 là bán là 430 với 450 triệu luôn, có những lô như vậy nha cô chú anh chị. Thì video của em đến đây là hết rồi, em cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của em ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.